dạng về văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc và chi phí lại rất phải chăng. Đây là sân bay quốc tế Senai nha mọi người. Đây là quang cảnh một phần của Soho nhìn từ trên cao nha mọi người. Sau khi đáp chuyến bay đến Senai và nhận chỗ ở thì cũng chiều rồi, nên giờ mình sẽ đi dạo một vòng thành phố và thưởng thức một trong những món đặc sản nổi tiếng ở đây. Và đây cũng là món yêu thích của mình. Giờ thì mình đi nha. Malaysia là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ, gồm khoảng 62% là người Malay và các bộ tộc bản xứ khác, 30% là người Trung Quốc và 8% là người Ấn Độ. Vì thế nên người Malay nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Và trong cuộc sống hàng ngày, mỗi dân tộc sử dụng ngôn ngữ và phương ngữ riêng của dân tộc mình. Tuy nhiên, tiếng Anh được sử dụng rất là rộng rãi trong kinh doanh, thương mại và sản xuất. Cho nên khi đi du lịch hay mua sắm ở đây thì việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn ha. Đã tới quán rồi nè mọi người. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ đậu xe rồi vô quán luôn ha. Bãi đậu xe ở đây là hoàn toàn tự động nha mọi người. Và món đặc sản ở đây chính là dừa tươi và sầu riêng. Và ở đây hầu như chỗ nào bán sầu riêng thì cũng bán dừa nha mọi người. Nguyên nhân là vì nước dừa sẽ khử vị sầu riêng rất là nhanh. Và nếu mình ăn sầu riêng thấy ngán thì chỉ cần uống với nước dừa là mất hết vị sầu riêng luôn nha. Và chắc hẳn mọi người đều biết vua của các loại sầu riêng chính là Musangkin, đặc sản nổi tiếng của Malaysia. Và ở đây mọi người có thể thấy đặc điểm nhận dạng và sự khác biệt giữa Musangkin và sầu riêng thường ha. Hôm nay đang là dịp trung thu nên mọi người có thể thấy là đèn trung thu được treo khắp phố nè. Giờ mình sẽ về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày thứ hai tại Soho nha mọi người. Đây là một trong những món ăn sáng mình rất thích. Món này có nguồn gốc từ người Hoa và mọi người có thể thấy rất nhiều ở các nhà hàng người Hoa. Giờ mình sẽ đi đến một địa điểm khá nổi tiếng ở Soho mà hầu như du khách nào cũng muốn ghé đây trước khi về, nhất là các bạn nữ ha. Như mọi người thấy nè, hầu hết các trạm thu phí ở đây đều là tự động. Kinh tế Malaysia phát triển mạnh, chủ yếu dựa vào các ngành sản xuất như cao su, dầu cọ,
điện tử cũng như là dầu mỏ. Và Malaysia là một trong những nước đứng đầu thế giới về sản xuất gỗ và xuất khẩu dầu cọ, cao su nha mọi người. Cho nên, mọi người sẽ rất dễ dàng bắt gặp những rừng cao su và cỏ dầu bạt ngàn ở đây. Cũng chính vì vậy mà, như mọi người thấy nè, môi trường ở đây khá là trong lành, xanh sạch đẹp luôn ha. Và địa điểm mình sẽ đi hôm nay chính là CPO, Soho Premium Outlet nha mọi người. Và CPO là địa điểm mua sắm đồ hiệu cao cấp đầu tiên ở Đông Nam Á và được chính thức mở cửa từ năm 2011. Hiện nay thì CPO có hơn 130 thương hiệu cao cấp được bố trí sắp xếp trong khuôn viên có diện tích hơn 16.000 m2. Vì nằm ngay khu vực biên giới giữa Singapore và Malaysia nên rất tiện lợi cho việc đi lại mua sắm của cả người dân địa phương lẫn người dân Singapore và Indonesia nha mọi người. Vì CPO khá là rộng nên dạo xong khu này thì cũng gần hết ngày nha mọi người. Và có một điều đặc biệt nữa ở Malaysia là người ta lái xe bên trái nha mọi người. Và theo mình được biết thì trước đây vùng đất này là thuộc địa của Anh nên đã sử dụng tiêu chuẩn của người Anh và vẫn được giữ và áp dụng cho tới ngày hôm nay nha mọi người. Giờ thì mình lại đi ăn sầu riêng nha. Lần này là một quán khác. Mình rất là thích không gian rộng rãi của quán này. Và quán bán trái cây theo mùa, mùa nào thì thức đó. Rất là tươi ngon và số lượng còn nhiều nữa nha mọi người. Vậy là đã kết thúc ngày thứ hai tại Soho. Mình sẽ về nghỉ ngơi và dưỡng sức cho ngày mai nha mọi người. Và như mọi người thấy nè, buổi sáng ở đây thật là thanh bình, không khí rất là trong lành và mát mẻ. Trước đây, Soho Bahru chỉ là một làng chài của Malaysia. Nhưng hiện nay, Johor Bahru là một trong các thành phố tăng trưởng nhanh nhất tại Malaysia. Đa số người dân Malaysia theo đạo Hồi, và đạo Hồi là tôn giáo chính thức của người dân Malaysia nha mọi người. Và đây là một trong những thánh đường Hồi giáo ở Johor nè. Rất là đẹp và trang nghiêm ha.
mon trước mặt rồi nè mọi người. Mình sẽ qua đây mua ít đồ ha. Please present the pass card. Please take the parking ticket. Please enter following the guidance. Và Aeon là một trong những trung tâm mua sắm lớn ở Soho. Ở đây không những là khu mua sắm mà còn có nhà hàng, rạp chiếu phim và các khu vui chơi giải trí nha mọi người. Giờ mình sẽ ghé đây để mua thêm ít trái cây. Hiện tại đã cuối mùa sầu riêng rồi, nên chỉ còn trưng bày một ít thôi, còn lại là bưởi đó nha mọi người. Trái sầu riêng màu xanh đậm là trái bằng nhựa thôi nha mọi người, trưng bày cho đẹp thôi chứ không có ăn được. Trước nhà có khu đất rộng, nên sẽ làm một bữa nướng ở đây ha, cũng khá là ok nha mọi người. Từ Soho về Sài Gòn chỉ có một chuyến lúc 7 giờ sáng thôi, nên mình phải ra sân bay khoảng 4-5 giờ sáng để làm thủ tục check-in này nọ thì mới kịp. Vậy là đã kết thúc chuyến đi 4 ngày tại Soho rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye.